Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Tình báo Mỹ Nga có thể lật đổ chính phủ Ukraine trong vòng 2 ngày. Mối lo ngại về một cuộc tấn công đã gia tăng khi quân đội Nga tiếp tục điều động các đơn vị chiến đấu đến khu vực biên giới với Ukraine cũng như ở Beirut. Nga gần hoàn tất việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, có thể lật đổ chính phủ tại Kiev trong vòng 2 ngày, khiến 5 triệu người phải đi lánh nạn. Đây là đánh giá quân sự và tình báo mới cập nhật của Mỹ đã được thông báo cho các nhà lập pháp Mỹ và đối tác châu Âu trong một vài ngày qua. Bối lo ngại về một cuộc tấn công đã gia tăng khi quân đội Nga tiếp tục điều động các đơn vị chiến đấu đến khu vực biên giới với Ukraine cũng như là ở Belarus. Washington Post dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, tính đến ngày mùng 4 tháng 2, Nga đã điều động 83 tiểu đoàn chiến thuật, mỗi tiểu đoàn có khoảng 750 binh sĩ để chuẩn bị cho các hoạt động quân sự. Con số này cao hơn nhiều so với 60 tiểu đoàn được bố trí cách đây 2 tuần. Các đơn vị này được sự hỗ trợ về hậu cần, không quân và bật tư y tế. Đánh giá tình báo của Mỹ cũng cho rằng cánh cửa để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine dường như đang khép lại. Ngay cả khi nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường trao đổi với Tổng thống Putin, nhiều cuộc họp đang được lên kế hoạch và Điện Kremlin liên tục bác bỏ cáo buộc tấn công Ukraine khi những động thái quân sự của Nga đã khiến phương Tây nhận định tình hình theo chiều hướng ngược lại. Hiện, Tổng thống Putin đã củng cố mạng lưới ngoại giao của riêng mình. Sau cuộc gặp tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra tuyên bố chung phản đối một trật tự quốc tế do Mỹ dẫn đầu từ kế hoạch mở rộng NATO đến việc xây dựng các liên minh an ninh ở châu Á Thái Bình Dương. Trong khi chú ý đến cuộc gặp giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình, cũng như mức độ hợp tác giữa hai nước, quan chức Mỹ cho rằng việc không đề cập đến Ukraine trong tuyên bố chung là một dấu hiệu cho thấy sự bất an của Trung Quốc liên quan đến cuộc khủng hoảng này. Một số nhân vật quen thuộc với thông tin tình báo cho biết, ông Putin vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tấn công Ukraine, cũng như quyết định hành động quân sự sẽ tiến xa như thế nào. Trong khi đó, các quan chức phương Tây đang chia rẽ về việc liệu Nga sẽ thực hiện cuộc tấn công toàn diện hay chỉ một phần. Một quan chức an ninh phương Tây cảnh báo, ông Putin có thể gây sức ép về kinh tế và chính trị đối với Ukraine, trong đó có việc cắt giảm trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ nước này, khiến chính phủ Ukraine có thể thất thủ ngay cả khi không xảy ra một cuộc tấn công.